Anh em đi xem cái lô đất hơn 3.000 mét này. Đây chỗ này là ngã ba, chỗ kia ngã ba, và một tí cái ngã ba luôn. Đây, mất một đoạn đường đất này. Ở đây là Thành Công, cách chợ Thành Công một cây rưỡi số, cách cái đường liên kết vùng một cây số. Này hơn 3.000 mét, 500 thổ cư. Từ bắt đầu từ đây nhỉ anh nhỉ? Từ mép đây. Vâng. Cái bé mà cái ô kìa. Nên nó là đường bên này này. À. Đây cái thẳng anh cái đường này đây, em đi thẳng lên đây. Đây bên này nó suối. Đây từ đây cái suối này. Nó sau này là suối luôn. Đây là sau suối đây mặt đường. Đấy cái đi này nó đường thoải mái, mặt đường này phải 60 mét nhỉ? Đường này 6 mét. Không, cái chiều dài mặt đường này phải 60 mét. Từ này vào trong nhà người ta. Bên này còn chắc. Đây thẳng cái kia vòng cái kia hết cái kia này. Để suối làm bình. Suối này là không có thấy nước quanh năm ngày tháng. Đây là cái suối ngay rìa đây à? Suối ở dưới qua cái này. Đây ngoài cái keo ngoài kia bây giờ. Đấy, rất sâu lắm. Đấy nó vòng kia. Đấy. Tất ra kia thôi. Tất ra vòng kia có sổ đấy bây giờ nhé. Muốn cần thiết được cái bãi tre này mình mua được cái bãi tre luôn này. Đây là cái suối đằng sau. Những cái cây thông mong này ăn hết lên cây keo à. Đằng sau là cái suối. Đất đến hết cái chỗ vườn keo này. Đây đến hết vườn keo lại luôn. Đây đến đây. Đằng sau này suối. Ở đây ma thật ạ. Ra đến tận đầu góc thấp kia. Đấy. Cả chỗ vườn sắn này luôn á. Ừ, đấy, chạy theo đây là suối đó này. Đấy, đây là cái đường này, bây giờ là mình đấy đường nó như thế này, là mình đổ mấy mét là tùy. Đây là đường này là đường vào nhà đường này. Đường vào nhà này là bây giờ nếu ví dụ như mình đấy này bên này là cùng nhau đổ được. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa nếu mà mẹ riêng tao mua cho con bò tao thật thà cho mày tao mua luôn tao cho mày này nhưng mà thổ cư ở đây này. Ê, thổ cư làm kia gì nữa thổ cư nó nằm đầu kia chứ đây thổ cư làm trên đỉnh kia cả chỗ bay kia đây là nó hết cả bụi sắn này đây từ đây cái này luôn đi mỏi chân luôn thế này mặt đường nó phải 100 mét hơn trăm mét đấy đây nó bao hết cái suối con đấy suối chạy dài kia lên cái suối quanh năm không được cả là mình làm chân chạy đây là hợp lý rồi. Đây đến đây luôn này. Đây. Một phát đấy về đấy. Ừ. Đấy làm việc cái lô này là lô đẹp nhất nếu mà nó phải ra chạy khu này là chạy hết đây xong bắt đầu vòng đây, vòng chạy hướng đuổi suối. Đuổi đến kia. Thế nó như thế đấy. Hôm ra là cứ yên tâm là giấy tờ sổ sách đầy đủ hết đấy chưa? Có bìa biết thì đàng hoàng. Cái chỗ này đất kiểu gì mà nó rộng nhỉ? Đâu cái chỗ này là nhà, đây này vừa rồi là cái chỗ này là đổi để làm đường. Để san lại chỉ bị làm đổ đường thôi. Mấy nhà chúng nó đổ đấy. Cái đợt vừa định đổ nhưng chắc là chưa nó để cho lún mới san ra đấy. Ừ. Thì sang đây là phẳng. Đấy đất này. Nó mà thích mua nó là mua khả bãi chè được luôn. Bãi chè quá xa. Ngoài lại đi sang Minh Đức luôn. Qua cái ngoài này sang Minh Đức á? Bám đây cái mảnh mà tao bán 64 mà đây cái nhà máy gạch kia đi sang xóm. Đây là bên này là chẳng. Đi sang cái này. Một đời thì mày nó đi nó
đang bảo mua cho bồ. Chị phải đéo đâu cho vợ. Chỗ lão thấy có bồ, sao hiểu bồ thóc hay là bồ gạo hay là mẹ bồ. Bồ cái gì, mẹ cái lô này thì tao là người đàn tăng. Tao bắt tiền mua lên tao chạy ra ngoài rồi đấy, đánh lại mấy cái rồi đi. Mặt đường dài nha. Dài. Mặt đường đi mỏi chân. Làm xong video tất cả phải là anh em gửi đi ngon. Đây. Đây thổ cư nằm ở trên cái chỗ đẹp nhất này đúng không? Đẹp nhất này đúng không? Thổ cư đây là đẹp nhất. Đây. Để tôi là người đứng cả chị nhà bà Sơn này. Ừ, chị nhà nói đi, bạn nói đi. Vâng. Rồi, anh cứ nói đi. Bây giờ lúc đấy là tôi chạy hơn một ảnh thế này. Ừ. Nhá. Cái này thế này, nó chỉ có từ đây sang. Ừ. Nhá. Tất cả nó chỉ là ruộng thôi. Đúng rồi. Ừ. Nói chuyện thực tế là đi đây rồi đây là vẫn đúng rồi. Cái lô này á, đúng ra là tôi mua thì chả ai mua cả. Ngày xưa gì? Đấy, tôi mua đây. Như mà có một cái ngoài nó có 150 thổ cư ấy. Hay 300 này chỗ này này. Rồi còn hắn có bìa đây. Em sẽ cắt là chị em nó tranh chấp nhau mà bởi cái cây ấy. Bây giờ tranh chấp cái gì nữa ta đã làm. Đâu đây, đây nói trong đá bán được. Đây này, cái đường này. Không nói câu tranh chấp đây thì không có. Đây này bên cái nó có cái chè ra bán hay không này. Đây bạn cứ bình tĩnh để nói. Đúng rồi, phải đẹp. Bạn ạ, mình bán cho khách khấn nào bán ok rồi nha. Đây, tôi cải bố Sơn đây này. Đây, đúng hàng này. Đúng rồi. Ít bạc, 150 rồi bạn ạ. Đây, hàng này này bạn ạ. Hết rồi kìa. Vâng, từ hàng này, căn về. Thế. Thế thổ cư của nó là chị em đi xuống một chút.